Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An dâng hoa dâng hương tưởng niệm 78 năm ngày mất cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và Công đoàn viên chức khối các cơ quan tỉnh phối hợp tổ chức lễ tuyên dương Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu năm 2020. Những chiến sĩ mang quân hàm xanh giúp đồng bào Đan Lai xóa đói giảm nghèo bằng những việc làm cụ thể. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin Chào buổi sáng của báo Nghệ An với những thông tin mới nhất trên các lĩnh vực. Thưa quý vị và các bạn, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An đã về dâng hoa dâng hương tưởng niệm 78 năm ngày hy sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại khu lưu niệm ở xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại làng Đông Tổng Thông Lãng, nay là xóm Hồng Phong, xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên. Đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng và nhanh chóng hòa nhập vào phong trào yêu nước của công nhân Vinh Bến Thủy, là một trong những học trò xuất sắc nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí là Tổng Bí thư thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục sôi nổi, đồng chí Lê Hồng Phong đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng, các đại biểu tham dự đã dâng hoa dâng hương trước anh linh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, bày tỏ lòng thành kính tri ân, biết ơn vô hạn trước những đóng góp to lớn của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Tự hào về truyền thống quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An nguyện hứa luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh. Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh và Công đoàn viên chức khối các cơ quan tỉnh vừa phối hợp tổ chức lễ tuyên dương Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu năm 2020. Dự lễ có đồng chí Nguyễn Nam Đình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cùng 67 học sinh xuất sắc là con của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khối các cơ quan tỉnh. Trước khi diễn ra lễ tuyên dương, ban tổ chức và các em học sinh đã tiến hành dâng hương báo công với Bác Hồ tại quảng trường Hồ Chí Minh và tượng đài Bác Hồ. Lễ tuyên dương Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ kính yêu năm nay là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ 19. Hoạt động này đã góp phần tạo động lực để các em thiếu niên nhi đồng là con em của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong khối các cơ quan tỉnh phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã tuyên dương 67 em học sinh xuất sắc tiêu biểu trong năm học 2019-2020. Đây là những thiếu nhi chăm ngoan học giỏi, đạt thành tích cao trong học tập, giành huy chương trong các cuộc thi Olympic, các kỳ thi năng khiếu, thể dục thể thao và các phong trào hoạt động đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, v.v. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa nơi địa bàn biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng những người lính mang quân hàm xanh đã góp phần tạo nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt trên địa bàn đóng quân. Chúng ta cùng đến với những mô hình xóa đói giảm nghèo của cán bộ chiến sĩ biên phòng đồn Môn Sơn, huyện Con Cuông giúp người dân trên địa bàn. Gia đình ông bà La Văn Trương, La Thị Nguyệt là một trong 36 hộ dân thuộc tộc người Đan Lai đầu tiên thực hiện tái định cư ở bản Cửa Sào, xã Môn Sơn. Ra nơi ở mới, được sự giúp đỡ của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn, gia đình đã dần thay đổi nếp nghĩ, nếp làm, từ lực sản xuất phát triển kinh tế và trở thành hộ người Đan Lai đầu tiên viết đơn xin ra khỏi hộ nghèo. Nhờ nhà nước, nhờ biên phòng cho bò, cho gà nuôi coi như là cũng được, tạm được. Xuống bay coi như là tùng ngô, là coi như làm cò. Cùng bên trong vườn thôi, rau cỏ. Không chỉ gia đình bà Nguyệt mà rất nhiều hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo từ những mô hình thiết thực, áp dụng phù hợp với điều kiện sinh hoạt, thói quen sống của đồng bào. Những mô hình xuất phát từ sự trăn trở của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn. Các anh đã chủ động xây dựng các mô hình chăn nuôi, sản xuất mẫu, vừa kết hợp tăng gia sản xuất, vừa cầm tay chỉ việc với mục tiêu giúp đồng bào thoát nghèo bền vững. 100% hộ gia đình tộc người Đan Lai đây là hộ nghèo. Về thiểu, thứ nhất là họ về nguồn vốn ban đầu, về kinh tế họ không có để có nguồn vốn ban đầu. Thứ hai là về cái điều kiện về đất đai, khí hậu đấy là rất là khắc nghiệt, về thiểu nước sinh hoạt. Cho nên là về công tác chăn nuôi và cũng như đời sống để phát triển rau và chăn nuôi rất là khó. Nhưng mà với cái tinh thần của cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Môn Sơn thì cũng đã trực tiếp xuống hướng dẫn, rồi cũng đã hướng dẫn cho các gia đình vận động lấy nước, hỗ trợ nhau để cùng chăn nuôi.
xác định tư tưởng trông chờ ỷ lại của người dân là nguyên nhân chính dẫn đến đói nghèo ở vùng biên giới. Cán bộ biên phòng đã đến từng gia đình, hỗ trợ con sống, hướng dẫn cách làm mô hình trang trại, tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó giúp thay đổi nhận thức trong đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Thì với phương châm là ba bám bốn cùng thì thực hiện chương trình phát triển kinh tế, thì đồn Đảng ủy Ban chỉ huy đồn đã thực hiện là phân công giao cho đội vận động quần chúng tiến hành khảo sát để xây dựng, đồng thời là xuống trực tiếp với người dân để hướng dẫn cho bà con nhân dân về cách thực hiện, về hướng dẫn chăn cho bà con về chăn nuôi cũng như về các bên kỹ thuật giúp đỡ cho bà con về phát triển con giống cũng như cây trồng để giúp bà con ổn định cuộc sống. Ngoài sự vận động đóng góp của cán bộ chiến sĩ thì đơn vị tích cực kêu gọi các cá nhân, các tập thể ngoài đơn vị là ủng hộ về vật chất cũng như tiền bạc để hỗ trợ mua con giống, cây giống giúp đỡ cho bà con nhân dân. Đóng chân trên vùng biên giới khó khăn, sau nhiều năm lăn lộn, những người lính biên phòng không chỉ giúp người dân xóa nghèo mà còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân, cùng chung tay đưa địa bàn biên giới dần có những khởi sắc đáng ghi nhận. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chào buổi sáng của Báo Nghệ An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.